bộ mặt thật của ông Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Sau đại hội đảng lần thứ 13, ông Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay cho ông Phùng Xuân Nhạ. Thời điểm ấy, báo chí tóm tắt tiểu sử của tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn có ghi rằng năm 2007 đến năm 2008, nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Mỹ. Dựa vào thông tin nêu trên, khi đó trang giáo dục.net.vn giật tít, tân ủy viên Trung ương Đảng từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard. Trang Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ghi lý lịch ông Sơn đã nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ từ năm 2007 cho đến năm 2008. Khi mới lên bộ trưởng, ông Nguyễn Kim Sơn đã cho thấy ông không trung thực. Thông tin về một tân bộ trưởng từng nghiên cứu sinh sau đại học tại một trường đại học lừng danh thế giới như Harvard đã gây ra tranh cãi mạnh vào lúc đó. Nhiều cây bút có tiếng trong giới học thuật đã chỉ ra thông tin thiếu trung thực trong phần tiểu sử của ông tân bộ trưởng này. Thực ra, ông Nguyễn Kim Sơn là học giả, chứ không phải là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, như báo chí và các trang mạng đã đưa. Học giả là một dạng hợp tác nghiên cứu, khi một cá nhân được cho phép đến một cơ sở nghiên cứu để tham gia, học hỏi và hỗ trợ hợp tác. Còn hệ sau tiến sĩ là làm công việc nghiên cứu sau bậc tiến sĩ, được ký hợp đồng trả lương, đóng thuế với nhà trường. Được biết, Đại học Harvard nơi ông Sơn hợp tác không phải một đơn vị do trường Đại học Harvard sở hữu. HII là một tổ chức thiện nguyện hoạt động độc lập, có ngân sách độc lập. HII là một dự án độc lập mà Đại học Harvard có tham gia với tư cách là thành viên sáng lập mà thôi. Sau khi trò gian dối bị cộng đồng mạng vạch trần và bóc mẽ trên các trang mạng, tiểu sử và thông tin của Nguyễn Kim Sơn thì đã sửa lại rằng từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008, học giả nghiên cứu tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard thuộc Hoa Kỳ và thông tin mà báo chí đăng tải là do ông Nguyễn Kim Sơn cung cấp. Ông Nguyễn Kim Sơn mới lên nắm quyền đã để lại cho xã hội một ấn tượng là một bộ trưởng thiếu trung thực. Thông tin sau đó đã được sửa lại. Sau 3 năm làm bộ trưởng, gần như ông Nguyễn Kim Sơn không để lại dấu ấn gì. Tiêu cực vẫn tiếp tục xảy ra từ Bộ Giáo dục đến các cơ sở địa phương trong cả nước. Nhóm lợi ích nhà xuất bản giáo dục bị ông Nguyễn Phú Trọng cho vào lò. Ngoài ra, tình trạng lạm thu tại các trường vẫn cứ tiếp diễn từ thời ông cựu bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến thời ông Nguyễn Kim Sơn. Tình trạng thầy đánh trò, trò đánh thầy và trò đánh trò vẫn không cải thiện. Ngành giáo dục vẫn tiếp tục nát như tường. Theo thông tin mà Thời báo chúng tôi nhận được, khi ông Nguyễn Kim Sơn làm giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã để xảy ra tình trạng mua bằng học giả nhưng nhận bằng thật. Tiêu cực xảy ra tại chương trình đào tạo thạc sĩ phi truyền thống của khoa quản trị kinh doanh vào năm 2016. Để đủ tư cách tham gia chương trình này phải có bằng tiếng Anh B1. Tuy nhiên, học viên chỉ cần liên hệ với trợ lý lớp mua bằng từ Đại học Hà Nội với giá 13 triệu đồng mỗi chiếc. Được biết, Đại học Hà Nội là một trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội do ông Nguyễn Kim Sơn làm giám đốc. Ngoài ra, trong quá trình học tập chương trình MNS, nhiều học sinh vắng mặt thường xuyên và khi vắng mặt lên đến 2/3 lớp nhưng lại được trợ lý điểm danh hộ. Đây là hình thức học giả nhận bằng thật, diễn ra ngay tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi mà ông Nguyễn Kim Sơn chịu trách nhiệm quản lý. Ông Nguyễn Kim Sơn, tình trạng học giả bằng thật tại khoa quản trị kinh doanh sau này được lên thành Đại học Quản trị Kinh doanh, bị một người tố cáo và có cả file ghi âm ghi bằng chứng gửi cho Nguyễn Kim Sơn. Nhưng thay vì xử lý tiêu cực, ông Sơn đã chuyển nó cho công an để xử lý người tố cáo. Dường như cách hành xử kiểu ông Nguyễn Kim Sơn hiện nay ngày một trở nên phổ biến trong ngành giáo dục. Nếu có ai tung bằng chứng tiêu cực của ngành giáo dục lên mạng thì công an sẽ tìm người tung bằng chứng để xử lý, thay vì ngành giáo dục xử lý rốt ráo tiêu cực đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bộ mặt thật của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kiều hối 20 tỷ đô, đảng tìm đường đẩy thêm dân đi làm cu li. Vào năm 2023, Việt Nam vẫn duy trì trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới, với con số ước lượng khoảng 20 tỷ đô la.
Đặc biệt, lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh ước đạt gần 9 tỷ đô la, tăng 35% so với năm 2022. Đây là mức tăng đột biến so với tốc độ tăng của những năm trước đó. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam xuất siêu 24,4 tỷ đô la tính trong 11 tháng đầu năm 2023, tăng hơn 10 tỷ đô la so với năm 2022. Tuy nhiên, về bản chất, lượng ngoại tệ thu được từ xuất khẩu này là do khối FDI mang về, chứ không phải khối nội gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Riêng khối nội đã làm chảy máu ngoại tệ của nền kinh tế với con số tương đương lượng kiều hối gửi về Việt Nam. Kiều hối hiện nay vẫn là nguồn thu lớn hơn mọi chính sách kinh tế của chính phủ mang lại. Để nền kinh tế phát triển bền vững thì doanh nghiệp trong nước mới là trụ cột, chứ không phải là doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp từ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nên họ chỉ tìm kiếm các lợi thế mang lại lợi nhuận. Một khi các lợi thế này mất đi thì doanh nghiệp FDI sẽ rời đi. Hơn nữa, ngay khi lợi thế vẫn còn thì lợi nhuận có được sẽ được doanh nghiệp FDI chuyển đem về nước họ bằng rất nhiều cách khác nhau. Khi doanh nghiệp FDI rời đi, nếu doanh nghiệp nội không đủ sức để gánh vác nền kinh tế thì Việt Nam sẽ bị kẹt trong cái bẫy thu nhập trung bình thấp, không cách nào vượt qua được, thậm chí có thể rơi vào khủng hoảng. Bài học này đã xảy ra ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Và khi đó, người dân, lao động sẽ mất việc hàng loạt. Năm 2023, con số thống kê cho thấy khối FDI lại chiếm tỷ trọng lên đến 74% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trước đó vào năm 2022, khối này bất ngờ chiếm giữ 74% tổng kim ngạch xuất khẩu và giữ tỷ lệ này đến năm 2023. Điều này cho thấy các doanh nghiệp nội bị tổn thương sau dịch vẫn chưa thể hồi phục và không loại trừ họ sẽ không lấy lại tỷ lệ 30% tổng kim ngạch xuất khẩu như trước được nữa. Hai năm sau đại dịch, mà doanh nghiệp vẫn khốn đốn, người dân vẫn khó khăn, điều đó cho thấy chính sách phát triển kinh tế của chính phủ của ông Phạm Minh Chính đứng đầu không hiệu quả. Các doanh nghiệp và người dân khó có hy vọng gì trong năm 2024 này, không chỉ về chính sách mà cả bộ máy chính quyền cũng không hiệu quả. Đấy mới là vấn đề. Tất cả các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp, nhà nước thanh tra ở đâu thì lòi ra sai phạm ở đấy. Mọi chính sách và chính quyền mà quan lớn có đều tham nhũng cả, thì làm sao họ thực hiện được chính sách tốt để lo cho dân, cho nước đây? Đảng cần nhiều người xuất khẩu lao động hơn nữa để mang đô la về cho Đảng. Trong tình hình kinh tế khó khăn như thế, lượng kiều hối khổng lồ đổ về như là một cái phao cứu cánh cho chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngân hàng nhà nước cần có lượng ngoại tệ lớn để dự trữ, để điều tiết nền kinh tế. Con số tăng trưởng kinh tế 5% không nói lên điều gì nhiều, bởi FDI đóng góp phần lớn trong số đó, cho nên kiều hối đã trở nên hết sức quan trọng. Kiều hối là do kiều bào sinh sống ở nước ngoài gửi về đang ngày một ít dần, do các thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra ở nước ngoài, tiếp thu nền văn hóa nước ngoài, họ không còn xem Việt Nam là tổ quốc nữa, cũng như không còn người thân ở trong nước. Vì vậy, Đảng cần phải đẩy người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Lực lượng này sẽ cần mẫn gửi tiền về đều đặn, bù vào khoản tiền kiều hối do người nước ngoài gốc Việt gửi về đang giảm dần. Được biết, vào năm 2023, Việt Nam có gần 160.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2024, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Vì sao Đảng không giúp dân thoát nghèo mà phải nhờ xứ tư bản để thoát nghèo đây? Được biết, chi phí để đưa người Việt Nam lao động nước ngoài đắt gấp đôi hoặc gấp rất nhiều lần so với chi phí của người dân các nước khác như Indonesia hay Malaysia. Đây là nguồn lợi rất lớn của các công ty tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động, mà những công ty này chính là sân sau của các quan chức. Như vậy, đẩn dây ra nước ngoài làm cu ly, mục đích là để Đảng có đô la và cũng là để các doanh nghiệp sân sau của quan chức kiếm trác từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của những người lao động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin kiều hối 20 tỷ đô, Đảng tìm đường đẩy thêm dân đi làm cu ly. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.